Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc câu hỏi số 2 của Nguyễn Văn Toản. Thưa, cách đây 20 ngày, tôi đọc quyển số 7, Đức Phật dạy tu thiền tông. Tôi đọc gần hết quyển, tôi thấy có một con mắt xuất hiện trên hàng chữ màu trắng, đen rất đẹp. Xuất hiện khoảng một giây rồi mất. Cho tôi hỏi, hiện tượng đó là gì ạ? Xin trả lời câu hỏi thứ 2 của anh Nguyễn Văn Toản. Đây là con mắt của ban Chúa trợ giúp phần âm tánh người của anh Nguyễn Văn Toản đó. Xin mời anh Toản hỏi câu tiếp theo ạ.